Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi phần điểm tin nhanh lúc 10 giờ sáng của Đài Truyền hình Việt Nam. Thưa quý vị, Thái Bình là một địa phương có diện tích lúa bị ngập nặng nhất do cơn bão số 1 gây ra. Cho đến thời điểm này thì vẫn còn hơn 6.400 ha lúa bị ngập nặng. Lượng nước đã tiêu được không đáng kể, lúa vẫn bị ngập sâu dưới nước khoảng 20 cm, tức là khoảng một gang tay. Chính quyền địa phương và người dân đang quyết tâm cứu lúa với phương châm năng suất thấp còn hơn là mất trắng, hay là ruộng để hoang. Còn theo báo cáo nhanh từ các tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang, mưa to kéo dài ở nhiều nơi do ảnh hưởng của hoàn lưu bão đã khiến cho một người chết, hai người mất tích. Mưa cũng làm sạt lở nhiều công trình thủy lợi, đường giao thông và gây ngập úng nhiều diện tích hoa màu của nhân dân. Ngay trong tháng sau, tức là tháng 8, thì người dân bị ảnh hưởng bởi hiện tượng hải sản chết bất thường tại miền Trung có thể nhận được tiền bồi thường của Formosa. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết như vậy trong báo cáo trước Quốc hội ngày hôm qua. Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, công ty Formosa đã cam kết chuyển số tiền bồi thường ban đầu 250 triệu đô la Mỹ, tức là một nửa số tiền phải bồi thường vì gây ra sự cố môi trường ở miền Trung. Báo cáo cũng cho biết, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã xử lý 53 sai phạm hành chính của Formosa, triển khai kế hoạch toàn diện để khắc phục vi phạm của doanh nghiệp này. Các cơ quan chức năng cũng đang triển khai đánh giá mức độ ô nhiễm môi trường biển. Tạm dừng chương trình tuyển chọn lao động đi làm việc tại Hàn Quốc tại 90 quận huyện thuộc 10 tỉnh ở miền Bắc và miền Trung. Thông báo vừa được Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đưa ra. Danh sách các địa phương quý vị đang thấy trên màn hình. Theo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, đây là các địa phương có tỷ lệ lao động hết hạn hợp đồng không về nước trên 35%. Trước mắt, quyết định ngừng tuyển lao động tại 44 quận huyện trong số này vì có số lượng vượt 60 người đang cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc. Thông tin chi tiết quý vị có thể liên hệ với Cục Quản lý Lao động Ngoài nước hoặc Sở Lao động Thương binh và Xã hội địa phương nơi cư trú. Mới đây, trang web du lịch nổi tiếng TripAdvisor đã bầu chọn Hà Nội là điểm đến du lịch ít tốn kém nhất thế giới. Kết quả này dựa trên nghiên cứu của TripAdvisor trên 39 thành phố trên thế giới về chi phí du lịch cho 3 ngày trong thời gian từ tháng 6 đến tháng 9. Theo đó, thì chi phí trung bình trong 3 ngày du lịch tại Hà Nội là gần 500 đô la Mỹ, tức là khoảng 11 triệu đồng, bao gồm tiền ở khách sạn 4 sao, thăm 3 địa danh, bữa trưa và bữa tối. Trước đó, vào hồi tháng 3, thì độc giả của trang TripAdvisor cũng đã bình chọn Hà Nội lọt vào top 10 điểm đến của thế giới. Trong danh sách 10 điểm đến ít tốn kém nhất của TripAdvisor ở Đông Nam Á thì còn có 3 thành phố khác, đó là Kuala Lumpur của Malaysia, Bangkok của Thái Lan và Bali, Indonesia. Chuyển sang phần tin quốc tế, một công dân Singapore đã bị bắt giam ngày hôm qua vì có hành động truyền bá tư tưởng cực đoan trên mạng và gây ảnh hưởng đối với hai công dân Singapore khác. Dulfika Mohamad Sharif, 44 tuổi, đã bị bắt giam vì các hành vi có liên quan đến chủ nghĩa khủng bố. Đối tượng này đã viết rất nhiều bài trên trang Facebook cá nhân, cổ súy và ca ngợi các hành động man dợ của IS, đồng thời lợi dụng tôn giáo để tuyên truyền các hành động của IS là phù hợp với luật pháp. Tên này còn lên kế hoạch tổ chức các chương trình đào tạo để lôi kéo giới trẻ Singapore tham gia chương trình hành động cực đoan của mình. Cơ quan cảnh sát quốc gia của Nhật Bản cho biết rằng không loại trừ khả năng nước này trở thành mục tiêu của các vụ tấn công khủng bố giữa lúc có một số đối tượng thể hiện sự ủng hộ đối với tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng IS trên mạng Internet ở nước này. Theo sách trắng năm 2016 về quốc phòng của Nhật Bản, chính phủ nước này bày tỏ lo ngại rằng công dân Nhật Bản sẽ tiếp tục là mục tiêu của các vụ tấn công khủng bố hoặc bắt cóc. Trước tình hình trên, Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản cho biết sẽ tăng cường các biện pháp chống khủng bố trước khi diễn ra Thế vận hội Olympic Tokyo 2020 nhằm ngăn chặn các nguy cơ an ninh. Hiện cơ quan này đã thành lập một tổ chức có nhiệm vụ giám sát và phân tích các dữ liệu khủng bố trên mạng Internet. Trong thời gian tới, lực lượng cảnh sát Nhật Bản sẽ tiếp tục cân nhắc và ban hành các biện pháp mới chống khủng bố. Tổng trưởng lý Indonesia Muhammad Prasetyo ngày hôm qua cho biết rằng nước này đã hoãn tử hình 10 trong số 14 đối tượng phạm tội vận chuyển tàng trữ ma túy nhằm xem xét lại cáo trạng của các đối tượng này. Theo ông Prasetyo, chính phủ Indonesia sẽ xem xét kỹ lưỡng trên các khía cạnh để có thể đưa ra quyết định đối với 10 đối tượng nói trên, bao gồm cả công dân các nước Ấn Độ, Pakistan, Zimbabwe. Trước đó, trong ngày hôm qua, thì Indonesia đã xử tử 4 đối tượng phạm tội liên quan tới ma túy, trong đó có 3 người Nigeria và 1 người Indonesia, bất chấp sự phản đối của cộng đồng quốc tế. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc phần điểm tin nhanh lúc 10 giờ sáng của Đài Truyền hình Việt Nam. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin thời sự tiếp theo.